Đây này bác, bác Sơn Lào Cai này, có cây ngâu này, nhà ông Lập có cây ngâu không? Không biết có thuộc phong cách của bác không? Ngâu 6,5 triệu, khó quá, dễ làm thô quá. Trực hoành, ngâu đấy, hay đấy. Cầm thi. Đúng rồi. Đúng cầm thi đấy. À, đây là cái châm. Châm mà. Quả ăn được cái gì? Cây châm thái kia cũng quả ăn được cái gì? Châm thái. Từ đây lên nhiều cây hoành tráng quá. Kinh điển. Bạn thuế gì? Tí nữa để chắc là không đối. Cái vối này là bao tiền chú nhỉ? Còn cái chắc kia, cái chắc, chắc đây, chắc cạnh cái ghế phế gần đây. Thế còn cái cẩm thị? Toàn hàng tiền nhân đắt tiền lắm. Cái cây ngâu này, cây ngâu này, nhà xe mùng quảng cáo hot hot hay lúc độ này. Đây cây ngâu ấy, châm tí ra xem cái châm nó như nào. Vối này, vối này kinh thật, đây mình chả chơi đâu, chả chơi. Ồ, oh, cây nào? À, cây me ấy nhỉ? Đẹp đấy, lần này toàn cây đẹp. Chậu đẹp. Dạ nhỉ? Bao tiền cây này cô? Cây nào? Cây me. Cây thì hỏi ông ấy, ông vừa đi. Thế à? Ông lại đi mất rồi. Ừ, chưa biết giá. Cây này này, châm thái đẹp, ăn quả ngon. Cây này vậy này, quả nó đầy nè. Này, có con me đẹp. Mày nhiều tiền cũng lên hàng kinh khủng. Hàng ông ấy toàn giữ giá. Cưa vào hôm nay bao tiền quên cưa mất. Ui dồi, ông lối vào lèn vào cái. Ai da, ôi được cái chậu đẹp. Chậu đẹp đấy, chậu đẹp, phần chậu lâu à, này phần chậu lâu lắm. Hoành, cây hoành nhìn nó sạch sẽ già kỹ thôi, không biết lắm con này, mà chắc chắn một số bác sẽ thích rồi. Hàng mới lên ông chưa quát giá. Có thể là với cột bê, có thể em hỏi ông bảo giá, nhưng mà các bác hỏi lại bảo giá khác, hoặc là chiều ra lại giá khác, lung tung đó các bác. Mình chỉ biết là giá mình có thể mua được là khoảng bao nhiêu và mình lựa. Đấy, không có chỗ mà chui ra. Ôi trời, ôi cầm thị đang nhiều quả, đang nhiều quả cầm thị, cầm thị
À, thế vừa nãy Lan hỏi lại quên mất là không biết bao nhiêu tiền. Cô nhỉ? Đã nhớ giá chưa? Đã có giá chưa? Cái nào? Cây cẩm thị này. Cây đấy thì 5 triệu. Còn cây kia, em em? Con cây này. Nên cây này. Ôi, cứ hỏi rồi các bác chả mua đâu. Không ham hố. Đấy, cẩm thị. Hoành. Đắp xi măng. Đắp xi măng hòn đá. Cẩm thị. Này 6 á. Cây này. Đây chẳng biết chưa hỏi chị. À cái này. Cây này hôm qua mới lên. À. Bối thì nó cũng đẹp. Bối nếp à? Nó gọi là bối gì nhỉ? Bối này là bối nước quế. Thơm lắm. Cây này là đầu tiên nhìn thấy, chả biết là cây gì. Gọi là cây châm mình. Thấy nó lạ. Cẩm thị. Chung là cẩm thị này cũng thường thôi. Cái hoa quả. Quả thích. Quả chi chít. Toàn lại phải 7-6 triệu với 8 triệu này. Trầm. Không biết cái trầm là cái gì. Như cái suối. Toàn cây đúng không điện. À dọc đây, mới lên đấy. Giá thì độc không kém. À, cái này này vừa 7 triệu cả chậu cũng được nhỉ. Số khác không có được này. Tổng thể nó là có cái chậu đẹp, cây già ổn định rồi, bác trồng thì nó không phải lo nghĩ nhiều. Đây toàn cây nó ổn định chậu rồi. Chả có mùi gì. Hoa chả có mùi gì. Hay là mũi mình điếc.
gân. Cụ vối này ghê gớm. Cụ vối mình không chơi rồi. Mình thì đang không chơi rồi. Hiện tại đang không thích. Có rồi nhưng không thích. Ông lập đợt này lên cây dạ chiến này. Đây bác Sơn nhá, bác Sơn có cái cây ngâu này, cây ngâu. Một cái hoành này. Một cái hoành. Bác nào thích cây vải được có cây vải. Ui, mẫu đơn này kinh đấy nhỉ. Có cái video về nhà bố vợ làm cây đúng không? À, vâng, đúng rồi. Cô đấy đang bảo bao tiền đấy? 17 triệu. 17 triệu. Con mini này bao nhiêu? Mini này thì 100 triệu rồi. Được rồi, đơn vàng hay sao nhỉ? Con đấy đỏ, à vàng. Đơn vàng, đơn vàng. Đơn vàng. Cũng được. Con 17, à? Con 17 triệu này kinh quá nhỉ? Nhà gần đây à? Dạ, cơ quan gần đây. Đam mê món này phết nhỉ. Vâng, cái này đá qua tí rồi mới đi làm. Bản cái linh tinh. Bây giờ nó mất giá không để không. Hàng quá phí ấy. Trả động đến. Mô đơn. Đơn kinh 17 triệu à? Đang không tiền bán gạo. Con này hay này. Này con này hay. Đấy. Ba cục mô đơn. Toàn hàng mới lên giá cả nó báo bừa đấy các bác, chưa có giá sát đâu, chưa có giá sát, có thể mai hỏi giá khác, mai hỏi giá khác. Nói chung là cây mà đã lọt vào mắt của anh em thì nó toàn là đắt tiền, cây bằng lăng. Ông muốn điều kiện ông lên cây vào cây dã man bán được, lực nó mạnh, lực nó mạnh. Giờ chỉ có kết không phải hẳn là kết mà là có hai cái cây rất lạ. Đây cái châm này, cây cầm thị này không lạ nhưng mà ở ngoài Bắc thì ít. Bắc thì ít. Đó. Và cái cây me này, cây ngâu cái này là cây chị em thì nó lại có hoa nhỉ. Ra cái này cái cầm thị quả đấy à. nó giống với cái thị ở miền Bắc mình ấy à. Nó họ này đấy, quả nó như quả thị hay nhỉ. À. Thị này à. Hay để loạn à? Phải không? Cầm thị mà. Cầm thị á à. Nó để. như cái thị của mình ấy, nó có quả thật đấy này. Nó như cái thị ở miền Bắc mình ấy nhưng mà bên này nó ở trong miền Nam, nó họ là thị là như là xì. Cầm thị qua hàng này, hàng của miền Tây đúng rồi. Quả cái cây này nó tàn sau nó ra nó dày chi chít. Ở ngoài Bắc này có một loại thị rừng nó lá to hơn loại này. Đúng. Đẹp lắm. Nhiều quả, rất nhiều quả. Cây này cũng biết là cây gì, cũng có hoa này, trông lá như lá. Đấy, rất lạ. Ông bảo cây châm nhưng chả biết cây châm là cái gì. À, dòng nếu còn gỗ, dòng gỗ châm thì quý lắm. Hoa hiếc châm gôi, châm mấy đấy. À. Dòng gỗ châm à? Ừ. À, cái gỗ châm à? Châm thì đắt lắm nhưng mà không biết có phải không, mình chưa nhìn thấy. Có hoa hiếc nghe ngoài tráng nha. Lá gì, lá ruối. Vâng. Không mùi thơm. Nhìn có vẻ xanh tốt quá nhỉ. Ông đang bảo là 6 hay là 7 triệu đấy, chả nhớ. Cái này á. Châm là gỗ châm quý lắm phải. Để tí về Google cho là không phải về châm không. giờ cấu thì chả biết được. Đó. Châm thì thơm lắm. Châm. Các bác nghề nghiên cứu quá nhỉ. Đó,
Cái này thì chơi có quả luôn rồi. Ừ. Nó quả không biết nó có to hay nó chỉ thế này thôi. Có to hơn đấy, nó to hơn, nó gần bằng quả thị của Bắc mình. Nó như thế. Chung là nhiều cái đen như gỗ mun đấy nhỉ. Và đúng rồi, nhìn qua thì tưởng gỗ mun đấy. Nhưng mà nhìn cái lá với cái quả mun lá nó mỏng mềm. Cẩm lai. Trong miền Nam nó toàn cẩm. Ừ, trong miền Nam toàn cẩm. Cẩm. Hàng này cũng lúa đấy, cố đục tượng được này. Ai là người học? Đấy. Ai là ta trả lựa ai đây? Nói chung là ai cũng giữ gìn cho nhau thôi. Đấy, ta chả phải chui thì ai ta đứng đi vào nào được. À.